Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Tôi là Nguyễn Hữu Thành, tuổi Tỵ. Mấy tuổi? 63 tuổi. Anh bị gì? Tôi bị đau cái gần chỗ cái xương khu á, cái xương khu cách qua chừng một chút xíu mà chân bên mạch, phía bên mạch. Đi đứng rất khó khăn, đi làm cũng khó khăn luôn. Mà khum á, mỗi khi đi làm á, hãy khum xuống á, thì nó đỡ đau. Còn đi thẳng người lên á, thì nó đau. Với mỗi lần ho thì nó thốn ngay chỗ cái chỗ xương khu á, nó thốn dữ lắm. Ban đêm ngủ thì nó nhức, nó nhức mà nó thốn luôn. Bệnh nó như vậy đó. Là bao lâu rồi? Dạ, bệnh này thì tôi bị là khoảng một năm mấy à. Năm mấy mà chịu đựng tới bây giờ này luôn, thì tôi mới đến gặp thầy để thầy chữa trị. Mà mới có một chút xíu mà cơ thể tôi thấy làm như là nó thông suốt hết rồi. Nó thông, nó làm như là nó trở lại bình thường, giống như tôi không bị bệnh gì á. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thậpchiliêntâm.vn.